Vâng, quý thưa quý thân mến, năm mới thường bắt đầu vào một mùa xuân tươi đẹp và lãng mạn. Tương lai thì bắt đầu là một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão. Còn nhân duyên của chú rể Linh Cường và cô dâu thân thể thì bắt đầu từ ngày hôm nay. Vâng, và để tình yêu đó sẽ được bắt đầu và được mãi mãi hạnh phúc đến suốt đời, xin mời một bạn nữ hoành tráng sổ nhật ký hôm nước và trong trường của chúng ta ngày nay. Và xin mời quý vị và các bạn hãy đón lấy một chào tay thân thương ra đường mạng. Vâng, xin mời.
cho ban tổ chức chữa đời cho tôi ra chủ đề. Chúc anh có nhiều sức khỏe và thành công trên đường ca hát của mình. Vâng, khi được thân đến cây chung thì hai hò cùng chồng mẹ rể dâu đúng là con một nhà, đẹp lòng cô bác mẹ cha, dâu hiền thể thảo mới là đàn con đã sống ở đời như thế, người với người sống để yêu nhau mà bước sâu thì có bền có đo, nam cha làm mẹ cũng có dặn dò đôi câu, một là nhắn rể nhắn dâu, hai là để siết chặt tình cảm thông gia giữa hai bên gia đình. Vâng,